Bạn muốn sở hữu cho bản thân một tài khoản VIP hay thử sức với vòng quay may mắn nhận ngay acc VIP cùng hàng loạt quân uy giá trị, hãy đến ngay shopgthuchuvn để dinh về cho mình những tài khoản chơi game chất lượng cao. Truy cập ngay shopgthuchuvn, shop bán acc uy tín chất lượng hàng đầu Việt Nam. Cảnh báo đường link shopgthu.vn là shop lừa đảo. Các bạn để ý kỹ link website trước khi mua nhé. Ơ kìa quy lên tim bàn chất tổng AD tao bảo chúng mày tuổi u là trời căng thế. Thằng thanh con này chứ phải tôi đấm cho mấy nhát rồi. Nói thật. A few moments later. Thêm mới khi Murat tung chiêu lập tức nhận được một dấu ấn. Đấy. Đây là cái điểm nổi bật đến từ chiêu 1. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Ngày này cũng đã tới rồi các bạn ơi. Ngày này cũng đã tới rồi, sau bao nhiêu năm tháng chúng ta chờ đợi mòn mỏi thì chính thức vị tướng Murat đã quay trở lại mạnh mẽ với sự điều chỉnh vô cùng kịp thời. Ngày hôm nay thì mình sẽ trải nghiệm cho người xem qua sức mạnh của vị tướng Murat khi mà vị tướng này đã có sự điều chỉnh trong phiên bản cập nhật bổ sung rồi nha. Chắc hẳn là các bạn cũng đã chơi vị tướng Murat khi mà nó có sự thay đổi rồi đúng không? Hiện tại để mà pick được Murat trong trận đấu danh rất là khó khăn, bởi vì tự nhiên Murat sau một đêm một cái trở thành vị tướng auto pick, what? Hot pick luôn. Ai cũng muốn chơi, vậy nên là để mà pick được vị tướng này hơi khó nha. Bây giờ mình sẽ lao ra để có thể xử lý luôn Malok này. Malok ơi, một bạn đầu tiên chiến công đầu, quá thơm các bạn ạ. Ôi nhầm rồi, kỹ năng của nó mượt quá làm cho mình lại giật về chỗ cũ. Đấy, cái điểm nổi bật là các bạn nhìn thấy qua chiêu 1 của vị tướng Murat giúp cho vị tướng này có thể quay trở lại mạnh mẽ nhá. Đây là cái yếu tố quan trọng, bởi vì các bạn lướt chiêu 1 các bạn có thể tích được điểm một cách cực kỳ dễ dàng. Thay vì là chúng ta đánh 4 đòn đánh tường, sao team bạn cứ lũ lượt chạy sang rừng team mình để feed mạng như thế này nhở? Hiện tại thì bản thân mình chưa lên được level 4, nhưng mà team mình muốn đánh nhau như thế này thì mình cũng không thể bỏ qua được cơ hội để có thể là tiếp cận hỗ trợ đồng đội. Mỗi tổ là đồng dã man. Omen ơi chạy đi Omen. Yên tâm, có mình ở đây, mình bảo kê cho bạn, mình đang ngăn cản đối phương đây. Thế là Omen chạy về thành công rồi nhá. Còn bây giờ mình cũng bye bye team bạn. Chắc là team bạn cay cú lắm khi mà không giết được ai của team mình. Để cho mình farm đi. Team bạn kiểu cứ sang phá rừng như thế này, chứ gì có một cái tuổi thơ vô cùng cơ cực rồi. Ồ, lại thêm cả ma lốc nữa, đã thế thì xử lý ma lốc. Hỗ trợ mình cái này, Elsu cứ bắn đi Elsu ơi. Nào, hy sinh mình có được một mạng đấy nhá. Quá ngọt ngào, chứ gì đã được hai mạng rồi. Thật ra thì Murat có sự thay đổi đến từ thuộc tính cơ bản này. Rồi chiêu 1, chiêu 2, rồi chiêu 3. Thay đổi rất nhiều, thay đổi về những cái chỉ số rồi là cơ chế sử dụng kỹ năng. Đấy. Lát nữa mình sẽ trình bày cụ thể cho mọi người nhé. Còn bây giờ mình sẽ cần phải hỗ trợ đồng đội nào. Tích điểm, ao anh chạm có một mạng luôn. Các bạn thấy mình tích điểm rất nhanh đúng không? Bởi vì mình lướt chiêu 1, 2 lần mình tích được 2 điểm. Mình chỉ cần đánh thường 2 phát nữa thôi là mình đủ điểm để kích hoạt chiêu cuối rồi. Thế nên là bây giờ Murat dễ chơi hơn rất nhiều. Các bạn mà không chơi Murat luôn ấy thì đấy là cái sự phí phạm nhá. Nếu mà không có sự điều chỉnh kịp thời như thế này, chắc chắn một điều các bạn biết rồi, số phận của Murat thì người ta gọi vị tướng này là cái con lính cầm kiếm các bạn ạ. Đấy, nhưng bây giờ thì Murat khác rồi, không thể gọi là con lính cầm kiếm nữa rồi. Sau một đêm con lính này đã trở thành quái vật. Cụ thể về thuộc tính cơ bản của Murat thay đổi như sau. Các bạn cùng quan sát qua về chỉ số, ví dụ chỉ số tốc đánh này, rồi chỉ số công vật lý gốc này, rồi chỉ số tốc đánh, tầm đánh này, định vị này, các bạn quan sát qua nhá. Về tốc đánh là tăng lên 3%. Rồi công vật lý gốc là được tăng lên 180 công vật lý. Đấy, vừa được tăng tốc đánh, vừa được tăng thêm cái chỉ số công vật lý nữa. Ngoài ra tầm đánh thì có giảm đi một xíu nhưng không ảnh hưởng quá nhiều.
Một cái điều quan trọng đến từ thuộc tính cơ bản là loại bỏ đánh thường tăng cơ vật lý, thay đổi thành 60 cho đến 200 xuyên giáp. Đấy là sự thay đổi đến từ thuộc tính cơ bản nhé. Tiếp tục là mình sẽ tiến hành đi ganh. Ủa ôi, có Violet ở đứng dưới đây rồi. Có thêm cả Quillian, có thêm cả Malok. Đồng dã man, càng đông càng vui. Bây giờ chúng ta chỉ cần tích điểm thôi và ảo ảnh chám. Có một mạng luôn. Team bạn đâu hết rồi. Ôi, có cả Vera các bạn ạ. Mình thấy qua là Vera cũng rất là sốt ruột. Không biết là Vera có xuống đường dưới ganh hay không. Chứ mình đón Vera ở đây rồi. Tích điểm nhá, ảo ảnh chám. Có một mạng nữa. Thêm cả Quillian ảo tường sức mạnh thì chạy đi đâu con sâu. Chiêu một của mình support và chúng ta lướt tiếp cận, lướt có mạng nữa, double kill. Ôi, một pha giao tranh làm được mấy mạng liền tù tì. Hiện tại là mình được 6 mạng rồi các bạn ạ. Xanh như thế này đấy là một sai lầm của team bạn. Nhưng mà cũng đúng thôi, bởi vì sức mạnh hiện tại của Murat nó quá bá đạo đi. Về nội tại của vị tướng Murat thì không có sự thay đổi gì cả. Nhưng mà chiêu một của Murat có sự thay đổi. Các bạn cùng quan sát qua về chỉ số chiêu một thì nó có sự điều chỉnh đến từ chỉ số nha. Từ từ để mình di chuyển dần ra đường giữa cái nào. Mình tiếp cận ở đường giữa rồi, có ma lốc thì thôi, chơi tạm ma lốc cũng được. Châu thì đánh lâu cũng chết. Ảo ảnh trả một phát thôi. Chạy đâu rồi, có mạng hỗ trợ. Khổ thân ma lốc phun máu lao vào giao tranh một cái bị team mình úp sọt. Đấy là cái tội ảo tưởng sức mạnh đấy. Về chiêu 1 thì chỉ số đến từ lướt lần đầu, tốc độ lướt, rồi thời gian hồi chiêu, rồi năng lượng tiêu hao. Các bạn quan sát qua về chỉ số có sự thay đổi nhá. Nhưng mà chiêu 1 mình cảm thấy thú vị nhất đến từ cái thêm mới. Khi Murat tung chiêu lập tức nhận được một dấu ấn. Đấy, đây là cái điểm nổi bật đến từ chiêu 1. Trước đây thì không thể nào nhận được, nhưng bây giờ với chiêu 1 có sự thay đổi. Thêm mới cơ chế các bạn lướt chiêu 1, lướt một lần các bạn sẽ nhận được một điểm dấu ấn. Lướt hai lần các bạn sẽ nhận được hai điểm dấu ấn. Và các bạn đánh thường hai phát là các bạn có thể mở khóa được cái chiêu ảo ảnh chảm rồi. Đấy là sự thay đổi của cái chiêu 1. Nói chung là chiêu 1 được tăng sức mạnh rất nhiều. Team bạn hiện tại đang thua toạt nhưng mà team bạn vẫn rất hổ báo. Thôi thì mình chơi tạm Vera cũng được. Hello Vera, đi đâu? Ảo ảnh chảm. Đó, không chết được rồi, tôi chết rồi. Team bạn đông dã man, em có quả cầu bất tử. Nào nào, chiêu 1 của mình chưa kịp thôi. Trời ơi, bốc hơi rất nhanh, mình bị chấm dứt rồi. Giá như chiêu 1 của mình hồi là mình có thể lướt để mình chạy thoát được ngay. Nhưng mà rất đáng tiếc các bạn ạ. Thôi thì trong khoảng thời gian này, trình bày cho người về sự thay đổi đến từ chiêu 2. Chiêu 2 thì các bạn quan sát qua về chỉ số làm chậm, rồi thời gian hồi chiêu, rồi năng lượng tiêu hao là có sự thay đổi nhé. Và chiêu 2 đặc biệt là nó có cái thay đổi như sau. Xóa hiệu ứng giảm giáp địch khi chạm vào biên giới vô ảnh vực. Đấy, đây là cái sự thay đổi đến từ chiêu 2. Xóa đi hiệu ứng giảm giáp địch rồi, thường thường các bạn lao vào, các bạn kích quạt chiêu 2 xong các bạn kích quạt chiêu cuối đúng không? Nhưng bây giờ chiêu 2 thì xóa đi hiệu ứng giảm giáp địch rồi. Nói chung là cũng hơi thốn. Nhưng mà những cái chỉ số khác thì lại được tăng lên các bạn. Ví dụ chỉ số làm chậm là được tăng 90% trong 1 giây thay vì là 50% trong 2 giây chẳng hạn. Rồi thời gian hồi chiêu các kiểu nữa. Ảo ảnh trả ma lốc này, không ăn thua rồi. Tiếp tục là mình sẽ trình bày cho người về sự thay đổi đến từ chiêu 3, ảo ảnh trảm của vị tướng Murat. Trước khi thay đổi, mỗi khi đánh trúng thêm một kẻ địch, sát thương sẽ giảm 15%, tối đa giảm 30%. Sau khi thay đổi thì mỗi khi đánh trúng thêm một kẻ địch, sát thương sẽ giảm 10%, tối đa giảm 40%. Và ngoài ra thì chiêu 3 xóa đi hút máu rồi các bạn ơi. Sát thương chiêu 3 thì các bạn quan sát qua về năng lượng tiêu hao, các bạn cũng cùng quan sát qua về chỉ số nha. Hơi đáng tiếc là chiêu 3 xóa hút máu. Thôi dù sao thì tăng cái này giảm cái kia, nhưng mình cảm thấy là Murat tăng nhiều hơn là giảm, bởi vì Murat dễ chơi hơn. Khi mà Murat chiêu 1 lướt mà tích được điểm là cũng đã dễ chơi rồi, để các bạn có thể kích hoạt được chiêu cuối thường xuyên. Thế nên ấy, mình chỉ muốn đưa đến cho người đó một cảm hứng để các bạn có thể quẩy lại vị tướng Murat thôi. Thay đổi như thế này mà không quẩy thì nó rất là lãng phí, rất là đáng tiếc về sức mạnh đấy. Ok, có Vera, xử lý luôn Vera thôi. Trời ơi, chém rất đau và mình có mạng rồi, chết thôi. Em rất bóng về nè, lều lều. Nhưng mà Malok ơi, ui dồi ôi, mình không chạy được luôn. Lúc mình giật bóng về mình vẫn đang trong cái tầm chiêu cuối của Malok nên mình là di chuyển hơi bị chậm. Thế là chết mất mạng thứ hai rồi. Trận đấu cho đến thời điểm hiện tại thì mình cũng cảm thấy nó cũng hơi bị cân đấy, chứ cũng không quá chênh lệch nhiều. Ơ kìa, Quillian team bạn chất tổng AD tao bảo chúng mày tuổi. U là trời, căng thế. Thôi được rồi, lát nữa thì mình sẽ quan tâm đặc biệt đến AD team địch. Chứ còn thấy Quillian chat như thế này thì mình cảm thấy hơi bị bức xúc nha. Nào cho mình ra tiếp cận Amalie này.
ao anh chám. Ui, như kiểu mối đốt inox rồi các bạn ạ. Amelie nó trâu quá. Thế đây cắm tê tái. Cắm tê tái có mạng hỗ trợ. May là mình kịp cắm tê tái. Trình bày qua về build đồ dành cho vị tướng Murat thì trang bị đầu tiên mình sẽ lên đó là kiếm truy hồn. Ngoài ra sẽ là giày kiên cường, rồi đến phức cập kiếm, rồi đến kiếm Muramasa, rồi nanh Fini, và trang bị cuối cùng sẽ là giáp bằng mây. Khi mà Murat thay đổi như thế này thì chắc chắn là cái build đồ của các bạn cũng cần phải thay đổi rồi. Ngày xưa các bạn thường chơi Murat, kể cả bản thân của mình sẽ chơi Murat với phong cách là chúng ta sẽ cần phải có thêm đồ tốc độ đánh nữa để có thể đánh được nhanh, tích đủ 4 điểm, lúc đấy mới ảo ảnh chạm được nhanh được. Đấy, ngày xưa thì cần tốc độ đánh lắm, nhưng bây giờ thì chúng ta không cần quá nhiều tốc độ đánh đâu. Các bạn chỉ cần đánh 2 phát, các bạn lướt chiều 1-2 phát là các bạn ảo ảnh chạm được rồi. Thế nên chúng ta cũng không cần quá nhiều tốc độ đánh làm gì. Chứ thường là mình hay lên giày du mục dành cho Murat lắm. Đó, hoặc là mình hay lên cung bão tố đi rừng dành cho Murat, nhưng bây giờ thì thay vì giày du mục thì mình lên giày kiên cường. Thay vì là cung bão tố thì mình lên đó là kiếm chi hồn. Bởi vì là mình cũng không quan tâm quá nhiều về tốc độ đánh dành cho Murat nữa rồi khi mà Murat thay đổi như thế này. Giao tranh ở khu vực đường rồng rồi, bây giờ mình sẽ cần phải tiếp cận đường rồng này. Ôi, đánh nhau to đấy các bạn ạ. Trước tiên là mình sẽ cần phải núp bụi đá để chờ đợi xem. Có ma lốc ở đây. Đồng giá phết các bạn ạ. Thôi chơi tam Amelie cũng được, lao ra cầu diện Amelie một xíu rồi em giật về. Bắt làm sao được mình, lêu lêu. Tiếp tục nha, cứ chơi phong cách nhấp nhả như vậy, sao nó lại giật về. Ôi, Quillen làm cái gì đấy? Thịt luôn Quillen này. Quillen lên 7 điểm số rồi. Sợ quá, cơ Quillen tin bạn là phục cái bóng của mình thôi. Đấy là cái điểm yếu của Murat nha. Khi mà các bạn lao ra, các bạn tấn công đối phương, sau các bạn giật bóng về thì rất có thể các bạn sẽ bị đối phương chờ sẵn để có thể bắt thẳng vào cái bóng đấy. Thế nên khi mà giật về các bạn cũng cần phải lưu ý quan sát qua. Ma lốc lên cao như thế này thì chắc chắn là ma lốc không về được đâu. Đấy, cứ để cho đồng đội của mình xử lý. Rồi, có mạng hỗ trợ. Không biết là ngày xưa các bạn quẩy Murat các bạn có thấy giống mình hay không? Ngày xưa thì ui đồng đội ơi, đừng có farm quái rừng. Trong cái thời điểm mà chúng ta chuẩn bị ép trụ với cả chúng ta cấu rỉa máu đối phương ấy, đồng đội chúng ta cứ farm quái rừng làm cho các bạn không thể tích được điểm. Không thể tích được điểm. Nhưng bây giờ ấy thì các bạn vẫn cần quay rừng thôi, nhưng mà các bạn chỉ cần chém 2 phát thì lại lướt 2 lần vào trong nhà team bạn được ảo ảnh chạm. Đấy, ép trụ bây giờ nó dễ dàng lắm. Mà thời điểm cuối game chứ cuối cùng Murat thì nó cũng rất là nhanh, hồi rất nhanh mà. Thôi, tranh thủ mình cứ ép cái trụ này. Có ai thủ thì mình sẽ xử lý luôn. Có trùng cách cực kỳ đơn giản. Đường trên đang có Quillen. Hello Quillen, ảo ảnh chạm. Ui, đủ đam có mạng luôn các bạn ạ. Không tin nổi mình ảo ảnh chạm một phát là có mạng của Quillen. Mình sắp full đồ rồi nha. Nhìn ma lốc cứng cáp dã man. Nhưng mà thôi bỏ qua ma lốc, quan tâm Vera nhìn tích điểm này. Tích điểm rất nhanh và ảo ảnh chạm. Có mạng luôn. Lướt 2 lần tiếp cận Vera thì là mình tích được 2 điểm rồi. Mình chém thường 2 phát mình tích được 2 điểm nữa, sau đó ảo ảnh chạm. Đấy. Rồi bây giờ tranh thủ làm sao cố gắng ép luôn cái trụ đường dưới này nhá. Khi mà không có ai thủ thì thôi mình cứ lao vào thôi. Tiện thể là ảo ảnh chạm luôn. Úi rồi, cố gắng lấy cái trụ này đã. Nhưng mà cái trụ nó bắn, ui giời ơi, mình tham quá các bạn ạ. Mình cố gắng chém một phát nữa vào cái trụ, nhưng mà căn bản thì bạn dọn lính nhanh quá. Rất tốt điều mình chém vào trụ không được đau. Giật về một cái mà trụ vẫn bắn, thế là lên 7 điểm số luôn. Trong liên quân thì có rất là nhiều các vị tướng có thể đi rừng được, để các bạn có thể tha hồ lựa chọn. Ví dụ chúng ta có Nakoros này, cũng là một vị tướng quốc dân này. Ngày xưa thì Murat cũng trở thành vị tướng hot pick quốc dân này, nhưng mà đã bị lãng quên một thời. Và cho đến ngày nay thì với cái sự điều chỉnh này, Murat chắc chắn lại quay trở lại với cái thời kỳ đỉnh cao. Ngoài ra các bạn có thể sử dụng Quillen, Butterfly. Đấy là các vị tướng có thể đi rừng được rất là hiệu quả. Ngộ không hoặc là Zuka, vân vân. Nhưng mà mình cảm thấy Murat bây giờ ấy, nhà chơi người người chơi, từ lúc mà nó thay đổi cập nhật bổ sung đến giờ lại giao tranh rất là ghê kìa. Không biết là mình có thể vơ vét được cái gì không, nhưng mà team bạn mất 4 người thế này đều đánh đấm cái gì trời đất ơi. Chắc có lẽ team mình có thể kết thúc trận đấu một cách dễ dàng các bạn ạ. Chứ còn team bạn mất 4 người như thế này rồi. Mình sẽ lấy luôn trụ đường dưới này xong. Đấy, chúng ta có đường lý xuống cấp rồi. Vera team bạn là hồi sinh rồi. Bây giờ mình sẽ tích điểm nhá, tích được 3 điểm rồi. 3 điểm là quá đủ rồi các bạn ạ. Không cần nhiều, bởi vì là chúng ta lướt chưa một, kích quạt chưa cuối, có mạng luôn. Lướt chưa một là tích được điểm thứ tư rồi mà. Ok, clip của mình đến đây là kết thúc rồi. Rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye mọi người, bye bye.